Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với Học Văn Chị Hiên. Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trôi qua, buồn vui thế nào, có giận hờn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có xa sao, chỉ cần mánh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với Học Văn Chị Hiên. Và các bạn thân mến, giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua, buồn vui thế nào, có giận hờn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Đây là thời khắc mà chúng ta chính thức bước sang những giây phút đầu tiên của năm 2023. Tất cả những gì của năm 2022 đã khép lại và trở thành quá khứ rồi. Vậy thì hãy cùng nhau chào đón năm 2023 cùng với Học Văn Chị Hiên với những điều tâm sự nho nhỏ sau đây nhá. Điều đầu tiên chắc chắn rồi, đó chính là lời cảm ơn chân thành đến các bạn. Cảm ơn các bạn vì trong suốt một năm vừa qua đã đồng hành và lựa chọn Học Văn Chị Hiên trở thành người bạn tin cậy để chúng ta có thể gửi gắm niềm tin yêu của bản thân mình. Cảm ơn các em vì đã luôn theo dõi, cảm ơn các em vì lúc nào cũng bền bỉ lắng nghe. Và cảm ơn tất cả những lời động viên từ các bạn để đội ngũ Học Văn Chị Hiên hiểu rằng tất cả những việc mình đang làm đều là những điều vô cùng ý nghĩa. Và cũng gửi một lời xin lỗi tới các bạn vì đã có những thời điểm phải để các bạn cô đơn một mình. Cũng đã có những thời điểm phải để các bạn chờ đợi hơi lâu một chút xíu vì quá tải. Thế nhưng với một cái lời hứa, trong năm tới, rất hy vọng Học Văn Chị Hiên có thể làm việc năng suất hơn nữa, hiệu quả hơn nữa để có thể luôn luôn ở bên cạnh các bạn và giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn trong năm mới 2023 này. Và tất nhiên rồi, sẽ là một lời chúc nhá. Một lời chúc cho tất cả các bạn nhỏ của Học Văn Chị Hiên trong năm 2023. Trước tiên là phải tràn đầy năng lượng, sức khỏe đã này. Thứ hai là sẽ yêu việc học hơn và sẽ cố gắng nỗ lực để có thể đạt được thành tích thật là cao trong việc học. Và điều quan trọng nhất, đây cũng là điều mà chắc chắn chị sẽ phải luôn luôn nhắc đi nhắc lại cùng với chúng mình. Đó là dù như thế nào thì chúng ta cũng phải thật vui vẻ và hạnh phúc nhá. Bởi vì cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng ta luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc thôi. Đương nhiên là hành trình đến với sự vui vẻ và hạnh phúc sẽ là một hành trình gian nan đấy. Bởi vì chúng ta đều biết là sẽ có những khó khăn, trở ngại cản lối chúng ta đi. Thế nhưng chị luôn tin rằng tất cả những bạn nhỏ của Văn Chị Hiên đều là những chiến binh vô cùng dũng cảm. Nó sẽ trở thành thềm đá để nâng bước chúng ta cao hơn, chứ sẽ không phải là trở ngại để ngán chân chúng ta đâu. Vậy nên hãy luôn tin tưởng vào bản thân mình và chúc cho các em có một năm 2023 thật nhiều niềm vui, thành công và hạnh phúc nhé. Hẹn gặp lại chúng mình ở trong những phần video clip tiếp theo nha. Chúc mừng năm mới!